Con tên là Trần Nam Khánh. Năm nay con 11 tuổi. Hiện giờ là năm cuối cấp lớp 5 của con rồi ạ. Sản phẩm của con là một cái giá ảnh. Đây là cái giá ảnh mà con lắp để ảnh của gia đình. Con cảm thấy rất vui vì con đã mất công sức tạo ra một sản phẩm mình, và con sẽ yêu quý và trân trọng nó. Thank you.
cảm giác của con khi ở đây là rất vui, bởi vì được tham gia cái hoạt động đây rất mới lạ. Kỷ niệm nhất là chơi Call of Duty, là chơi ném bộ với nhau rất là vui. Nhà con muốn gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả mọi người, các anh chị và các em, các bạn. Chúc mọi người sẽ học tập và làm việc thật là tốt. Chúc các bạn vui vẻ, học tập thật tốt, mạnh khỏe, mạnh lớn. Đặc biệt cái tất cả các bạn và tất cả các anh chị ở trong chỗ này. Mọi người là hẹn gặp lại. Xin chào tất cả mọi người, hẹn gặp lại.